cái nồi H300 để làm nồi oxy, cái nồi đồ chơi rồi. Rồi xe nó chạy không có bốc. Qua mình làm lại cái nồi, mình test cái nồi cho anh em xem nha. Xào nồi á, như vậy nó bị rung đồng, mình làm phải hết cho anh em luôn. 300 mi, hết 300. Rồi, mình làm xong rồi mình sẽ test cho anh em xem. Chiếc SH300 mi, xe này thì có hai cái nồi mà nó xi, nhưng mà đủ xe nó chạy nó không có ngon, nó chưa có mở hết cái tua nè, chạy tới đây là đứng rồi. Rồi lát mình làm xong cái vườn nó sẽ vườn qua mức này luôn. Rồi không thấy không? Nó không chạy hết được. Lát mình làm xong rồi mình sẽ test cho anh em xem khác biệt như thế nào khi mà qua mình làm nha. Rồi chiếc H300 mi này 27. Cái xe này nó cũng bị kêu cò giống như những chiếc khác á, do đồng tiền có hãng canh á, thấy không? Đó, nó nhịp rồi ở dưới nè. Bắt đầu khi nó nóng máy nó kêu cạch 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 á, rồi khó chịu quá. Cái đời 300 đời này á, chiếc nào cũng bị nha anh em. Thì mình sẽ mở ra mình canh đó, làm lại cho nó chuẩn luôn, nó hết kêu. Thì làm mấy cái này á thì mình phải chuẩn bị là thước tử nè ha, em coi vô đo cho nó chính xác, thước lá, đồng tiền, mình sẽ canh điều chỉnh lại ha. Để mình làm xong mình sẽ quay cho anh em xem nè. Đây, sau khi mình canh đồng tiền lại, đo đồ chỉnh hết, giờ mình sẽ rơ cho anh em coi nó khác biệt như thế nào nha. Mình canh ra nó có độ nhiệt chút xíu thôi, nó không quá cứng nha anh em. Cứng thì cái số bắp nó bị hở, nó sẽ không có tỷ số nén nó không cao. Mình canh nó vừa phải thôi, mà không được quá rơ, nãy viên nó rơ lắm. Đó, anh em thấy không? Đó, vậy là máy nó bảo im rồi đó. Bây giờ xong mình nổ máy, rồi mình canh nồi. Lọc gió rồi đậu rồi luôn hết. Cái mình sẽ test cho anh em xem ha. Phải làm xong rồi chuẩn bị ráp vô Vario H300 đi tuốt rồi. Bơi nè, quay ra đít ra tay nè. Trời, rất ý đó, mua nồi làm xong rồi đó, khuôn Malaysia làm lại luôn của 300. Giờ mình sẽ lắp vô quay cho anh em xem đó, đi nè. Rất 300 mi, sau khi mình canh máy đồng tiền lại làm nồi, canh trên nồi Malaysia lại thay cái lọc gió Canon á, Canon Mỹ á, nó giúp cái lượng gió nó nhiều hơn, nó sẽ nhiều gió, xe mình nó mạnh bốc hơn. Rồi, nồi thì sẽ làm theo bài mình á, phải làm thêm nữa ha. Malaysia luôn mấy bọn như thế nào.
cầm trên cái nồi này luôn, nó xo làm là nó hết bị kêu cọc cọc á. Ba chăm nó hay bậy lắm, chuông à, chuông của Malaysia rất là chất lượng nha anh em. Đòn nó cứng khừ không à. Nhìn thấy cái nhớ kênh đòn của Mỹ, nhớ cái này là cấp độ nhớ nó tới SN cộng rồi, nó giúp cái độ bôi trơn tốt, nó bám những thành chi tiết nhỏ nhất nhưng mà nó bôi trơn về nó giảm nhiệt độ mát máy rồi. Thì sau này mình có tốt dậm đây luôn rồi, mới làm rồi hết cản rồi, tốt máy này đánh bát rồi là rất là mới, có lóc nồi nữa nè, sang là y như zin nha anh em. Bây giờ mình sẽ ấp vô test cho anh em xem. Hai cái nhớt kênh đồn của Mỹ á, cấp độ nhớt này nó cao lắm, xe này đổ lít 3 cho chắc cú nha anh em, nào ra vợt đi đua rồi á gì đổ lít thôi nó nhẹ, cấp độ nhớt đó SN cộng á. Thì bình thường á nếu mà nhớt này thay cho lít với vay rồi á Việt Nam đồ á là chạy tới 5.000 rồi, nhưng mà với 300 mi á anh em chạy tầm khoảng 3.000 đổ lại thôi, vì 300 mi nó hay hao nhớt lắm. Mình em đi chịu khó thâm nhớt rồi, xe mà mới thì không sao, xe này chạy rồi nhiêu rồi 40-30 ngàn hơn 40 mấy ngàn rồi, lít ba đổi lít ba đúng rồi đó. Xong rồi cái mình test cái nồi xong mình ra đây mình vợt cho anh em coi, khắc phục cái lỗi cọc cọc đung cái đầu máy kêu là mình khắc phục hết rồi đó. Giờ này còn làm một đống xe này nữa nè, quá trời. Đây với 300 đời 27 sau khi mình làm rồi xong anh em nghe nha, rất là im, có xào bún gì đó rồi luôn. Nhớt lắm, nước dưới nhiệt luôn, kiểm tra tổng quát hết luôn.
im như kiến thở. Đưa lên mạng kê bạn xấu lại nha, chứ đuổi con mang nó riêng, nó phạt cái mẹ. Thấy mấy người bị rồi. Mình test cho anh em ta coi nó nhẹ thôi. Cái đồ viên anh không bóc được gì đâu, viên yếu lắm. Rồi, cái máy này nè nghe không? Canh đồng tiền rất là chuẩn luôn. Kêu thú nữa. Bịt bịt bao lại coi. Có cái nào bịt cho nó cứng cứng không? Anh em mà mình có đi cái loại xe 300 đời này anh em biết đó, nó không bao giờ nó im được gì đâu, nếu mình không canh là không im được. Rồi, nên mình test cho anh em xem cái đầu bốc của nó thôi, chứ anh em chạy đừng bốc đầu hoài. Không mời anh em ra xem clip nha. Rồi, cảm ơn anh em. Xe này kiểm tra thông bát hết luôn á. Nồi, nhớt, nhớt láp, gió, máy, sơn, tuốt, chậm hết. Ok hết luôn. Ý mình cũng làm xong. Rồi, tiếp tục. Buổi trưa. Cá đồng xe. Cá chiều, radio. Radio. Mày. Mới là cũ luôn. Cũ luôn. Anh em yêu cầu liên hệ mình nha. Đây, máy radio 65+8 thớt 20 ly. Đây lòng đắp đường nước lớn. Anh em yêu cầu liên hệ mình nha. Đây là radio cặp bộ rớt luôn. Tính không có dàn đầu lần trước là hơn